Dạ. Rồi, em xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay Thống Nhật xin kính chào cô chú và anh chị nha. Bên em là anh chị. Anh chị em lên sản phẩm nha anh chị. Anh chị yêu thích món nào đó anh chị cứ nhắn tin trực tiếp lên cái qua cái Zalo bên em là 0935 nha anh chị. 245244 và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube này nha chị. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái bộ này anh chị. Bộ này là một cái bộ dĩa gồm có là 5 chiếc nha chị. Bộ dĩa này gồm có 5 chiếc nha. Bên em là ba ship toàn quốc nha chị, bao bể bao mẻ nha. Bao bể bao mẻ. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái bộ này là bộ nó có 5 dĩa nha chị, 5 dĩa nha. Rồi. Con 5 dĩa nha. À. Đường kính dĩa là 21. Ngang của dĩa này là 18 nha chị, 21 ngang 18 nha. Đấy, ngang 18. Đây là có truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. Bộ này 5 chiếc siêu xuất sắc luôn nha anh chị, siêu xuất sắc. Có truyền rồi, bộ này là 5 chiếc này là 250k, 5 chiếc dĩa này. 250k. 5 chiếc nha anh chị, chốt giùm em. Mã C16. Anh cho cái giỏ. C16 nha anh chị, 250k C16. Rồi em lên một cái cặp ly anh chị, cặp ly Coca-Cola nha. Này là ly màu xanh. Đây là ly màu xanh nha anh chị đấy. Ly này là đường kính 8 nha anh chị, cao ly là 4.5 nha. Cái này là hai chiếc này giống nhau luôn, đẹp xuất sắc luôn. À, rồi cặp anh chị, cái này là cặp này nha. Và em cũng có một cái chiếc xanh như thế này luôn, cũng là Coca-Cola luôn. Cũng là Coca-Cola nha anh chị đó. Rồi là em có 3 chiếc luôn nha, tổng là 3 chiếc. Siêu xuất sắc luôn. Rồi 3 chiếc này là 200k nha anh chị, 200k. Hai chiếc này là giống nhau, còn một chiếc này là khác nhau anh chị đấy. 3 chiếc 200k. Cái dòng này hiếm có anh chị, lâu lâu mới có được chiếc, hai chiếc em gộp lại về là hàng rất là nhiều, lượng hàng mà có được 3 chiếc thôi. 3 chiếc 200k nha anh chị, mấy cái này là phải sách khách sưu tầm mới có đủ nhiều. Ở 200k 3 chiếc. Mã C17. C17 nha anh chị. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là dĩa, này là dĩa dài anh chị, dĩa này nha. Dĩa này là đường kính 27 nha anh chị, và ngang của dĩa là 16. Xin lỗi, ngang của dĩa là 26. Dài là 37. Ngang của dĩa là 27 anh chị. 27 nha. Có truyền ký đầy đủ luôn. Hôm cô nào chốt đi, hôm cô nào chốt cái dĩa xoài đấy, cô nghe hả? Cô nghe khách mới hả? Chi nghe. Ở đây nghe nè, nữa đây. Rồi nha anh chị, cái dĩa này là em bán anh chị là dĩa này là 150k cái dĩa này nha anh chị, 150k cái dĩa. Dài nó tới 37 lần nha anh chị, là cái dĩa này rất là bự nha. C18 150k C18. Cái giỏ là rồi, cái này là một cái dĩa, này là dĩa hàng vân tay nha anh chị. Đó, nói rõ là anh chị là bên em like cái gì thì em sẽ nói rõ là cái này là hàng vân tay. À, này là các cô gái anh chị, nói chung là em không có biết tích này. Này là có truyền nha anh chị, và này là cũng có truyền phía sau. Có truyền phía sau nha anh chị ơi. Cốt dĩa này là cốt dĩa rất là nặng luôn. Đường kính dĩa là 234 nha anh chị. Đường kính dĩa là 34. Đường kính dĩa 34. Rồi dĩa này là 350k.
350k nha chị, chốt giùm em mã C19 nha. 350k C19. Họa tiết là vẽ vàng nha chị, viền cũng là vàng luôn nha. C19 350k. Rồi tiếp anh chị, một cái dĩa này là một cái dĩa hư na nha chị. Một cặp nha chị, đấy, một cặp nha chị, một con này và một con đang ngoảy đầu lại nha chị. Cái này là cây tùng. Họa tiết là hoa mẫu đơn. Họa tiết là hoa mẫu đơn nha chị. Đường kính là 33 nha chị. Ủa, anh coi cái dĩa trắng này mới lên rồi đó hả? Lát đây cô đỡ cô vâng. 33 nha chị, 33. À, cái này là cũng có truyền ký đầy đủ luôn. Truyền ký đầy đủ nha anh chị đấy. Cái dĩa này cũng là 350k luôn nha anh chị, 350k. C20. C20 nha anh chị, 350k, C20. Rồi em lên tiếp cái này nữa. Dĩa này là đường kính 34 luôn nha anh chị, cao của dĩa là 4 nha. Cao của dĩa là 4. Đấy, dĩa này cũng là 350k luôn. Chốt giùm em hả? Bát tiên quái hải nha anh chị. C21 cũng là 350k, C21 cái dĩa này. Không có cái dĩa này. Dĩa này nó mắc không từ từ nó lên. Được lên. Cất đi. Đi cái khác. À, lên một mình nó. Bát tiên quái hải nha anh chị đấy. Cái này là 350k luôn nha. C21. Anh chị, cái này em có 5 chiếc nha. Tô này em có 5 chiếc. Cái này là tô nha anh chị, cái này là tô 4 tô nha. Đường kính tô là 16.5 và cao của tô là 4.5. Có truyền ký đầy đủ nha anh chị. Có truyền ký đầy đủ luôn. Rồi tô này là tô hoa xuất sắc đẹp luôn. Tô này là bộ này em bán 300k. 300k bộ này nha anh chị đấy. Bộ này tô rất là đẹp nha. Ừ. Truyền ký thì đầy đủ luôn. Bộ tô này là 300k 5 chiếc nha anh chị. C20. C22 nha anh chị, C22. Rồi, cái này một cái dĩa này là dĩa hoa anh chị, dĩa hoa nha. Dĩa hoa. Đường kính dĩa là 37 và ngang của dĩa là 27. Cái dĩa anh chị, cái này là dĩa 37 ngang 27 cũng có truyền ký đầy đủ nha anh chị. Rồi cái dĩa này là 160k. Để coi thử đủ bộ lên luôn, đủ bộ. 160k anh chị, C. Ô cạn kia. C23 nha anh chị, C23, 160k, C23. Tô này là tô chuột kỳ nha anh chị. Đây là thỏ nha chị. Tô này là đường kính 325 nha anh chị, cao là 8 nha. Tô này là Coca-Cola nha anh chị. Tô này rất là bự luôn, cái này là hàng Âu nha. Cái này là hàng Âu. Rồi tô này là 140k cái tô này. 140k anh chị. Cho em cái dĩa mà đường mua sắt. 140k giữ sắt đường kính 20.
200, cái này là chị C24 140k cái tô Coca Cola này, đủ chưa? Có tiền ký đầy đủ nha anh chị. Rồi cái này là dĩa này em có là đừng có đụng, đừng có đụng. Cái này dĩa này em có 3 chiếc nha. 3 chiếc dĩa. Dĩa này đường kính 25 anh chị, đường kính dĩa là 25 nha. Đấy, xuất sắc đẹp luôn. Đường kính là 25. Rồi ba dĩa này anh chị. Đường kính là 25 nha. Đó, cao của dĩa là rồi. Quá đẹp luôn. 100k một chiếc nha anh chị, cái này em có 3 chiếc đi. 100k một chiếc. Chốt giùm em. C25 nha anh chị, C25. Một trăm k một chiếc nha anh chị, C25 nha. Rồi cái bộ này anh chị, bộ này là bộ rồng nha anh chị, bộ rồng. Đấy, bộ rồng anh chị, anh chị nhìn em báo nha. Cái này chị, cái này là rồng nó đang vằn tròn như thế này mà nó lại khúc khách nha anh chị. Đấy. Còn anh chị, nhưng chiếc này cũng vậy luôn nha. Em bán chị chiếc này cũng vậy luôn, không phải là bị tắt nha. Mà cái kiểu của họ là làm như anh chị đó, cũng toàn bộ là vậy hết nha. Và cái dĩa này là mới, không phải cũ nha anh chị. Đấy. Đây là rồng nha anh chị. Cái này em có 5 chiếc rồng. Đường kính rồng là 19 và cao của rồng là 3.5. Cao của rồng là 3.5 nha anh chị đó. Anh cho em một cái bình rượu xanh ngọc á. Bữa nhiêu quên ta. 300. Rồi, bộ này là anh chị 230k bộ này nha anh chị, 230k. 230k 5 chiếc, chốt cho em mã C26. C26 nha anh chị, 5 chiếc này là 230k. C26. Đây là một cái bình rượu nha anh chị, một cái bình rượu. Bình này là có truyện, cái này là không có truyện nha anh chị. Cái này là không có truyện, chỉ đóng một cái truyện chỗ này thôi nha. Đó, cái này là chỉ có một cái truyện chỗ này thôi. Đây là bình rượu nha anh chị đấy. Cái này là khít, rất là khít luôn nha. Anh chị, nó đã khít đựng rượu được nha anh chị, nó khít rất là khít luôn, mở ra rất là khó luôn á. Đó là nó khít nha. Là anh chị đựng rượu vô tư luôn. Cao bình là 29. Cao bình là 29. Ngang bình là 17. Đấy, bình này anh chị, bình này là 300k nha. 300k cái bình. C27. 300k C27, anh cho em một cái bình thất tiên bắc ở gần gì thất phúc thần C27 nha anh chị, 300k cái bình C27. Rồi này là dĩa ngũ sắc nha anh chị, dĩa ngũ sắc vàng nha, dĩa ngũ sắc vàng. Dĩa ngũ sắc vàng. Đường kính dĩa là 20 nha anh chị, cao
cao là 4 nha. Đường kính dĩa 20, cao là 4. Rồi, dĩa ngũ sắc vàng này là 200k một chiếc nha anh chị. 200k một chiếc nha. À, 200 một chiếc, chốt giùm em mã C28. 200k một chiếc nha anh chị, C28 nha. C28. 200 một chiếc nha anh chị, cái này em còn số lượng là 5 chiếc nha. À, C28. Rồi em lên một cái bình nha anh chị. Đấy, bình này là xuất sắc luôn. Bình này là bình là thấp. Bình này là bình thấp phúc thần nha anh chị. Đấy, thấp phúc thần. Vừa anh chị đây. Đây là một cái tùng cư tinh y xưa nha anh chị. Đó, thấp phúc thần, họa tiết là vẽ đều là vàng, họa tiết vàng. Cây tùng anh chị vẽ từng nét xét nha. Và cái này là họa tiết à. Vẽ vàng mũ là họa tiết là vàng hết anh chị đấy. Những vị thấp phúc thần. Con cá nha chị đấy, nói chung là nó cũng đủ hết nha chị. Thấp phúc thần 7 vị nha chị. Họa tiết là đấy, họ vẽ rất là sắc nét những cái bình này luôn. Đấy, xuất sắc đẹp nha, xuất sắc đẹp luôn. Miệng là 10, cao là 24 nha. Miệng là 10. 10 xin lỗi, miệng là 10.5. Cao chính xác là 25. Cao chính miệng là 10.5 nha anh chị, cao chính xác là 25. Vòng bụng 66 nha anh chị, vòng bụng là 66. Thấp phúc thần. Đấy. Bình này là rất là VIP nha anh chị, bình này thấp phúc thần rất là VIP luôn. 2.100.000 những cái bình này. Anh chị những cái dòng này là siêu tầm rất là hiếm luôn. 2.100.000. Đây có chuyện nha anh chị. 2.100.000 chốt cho em mã C28, 2.100.000. C28 nha anh chị, mấy cái này là thật tình là nó rất là hiếm, lâu lâu mới có được một bình nha anh chị, về một bình nha. Đấy, họa tiết vẽ vàng cư tinh xưa mà cái này là khá hoàn hảo luôn. Mới, rất là mới luôn. Rồi em lên cái này. Dĩa anh chị, cái này là dĩa đường kính dĩa là 31 nha anh chị, cao của dĩa là 3.5. Rồi, dĩa này là 2. Dĩa này không có chuyện nha anh chị. Dĩa này không có chuyện, tờ 260k cái dĩa. 260k dĩa anh chị, C29. C29 nha anh chị, 260k cái dĩa C29. Một khay mộc nha anh chị. Đó, cái khay này rất là hiếm luôn, phải nói là rất là hiếm nha anh chị. Đây, một cái khay mà nghệ nhân họ làm, họ vẽ theo một chiếc lá nha anh chị. Đó, một chiếc lá mà cái khay này nặng anh chị. Đấy, có bốn cái chân này. Đó, cái khay này phải nói là rất là nặng mà rất là đẹp luôn. Họa tiết cho những anh chị nào xài, những anh chị sử dụng những cái mộc thì anh chị mới cảm nhận được những cái này là nhất anh chị. Cái này em bán chị nó không có đụng hàng luôn á, do là cái này nè, họ chỉ vẽ một, họ chỉ làm qua một lần rồi thôi, chắc chắn có chiếc thứ hai đâu, do là cũng không gọi là mắc tiền chứ mà rất là đẹp luôn. Dĩa đường kính 24, ngang của dĩa là 20. Đó, dĩa này rất là VIP luôn, 200k cái dĩa này nha. Nặng rất là nặng anh chị, nặng anh chị nhìn độ nặng của nó đã 200k. Dày là 1,5 phân nha anh chị, 1,5 phân. Cái dĩa này nặng 1,5 kg nha. 200k cái dĩa VIP, rất là VIP này. C30. Coi kìa. 200k anh chị, C30 coi kìa. Đã kìa. Đâu.
C30 nha chị, C30. Là một cái bình anh chị. Miệng là 9 nha anh chị. Cao là 26. Đây một cái này là bình nha anh chị, bình họa tiết là vẽ cảnh nhà, vẽ đường kính dĩa là đường kính bình là 9 nha anh chị, đường kính bình là 9. Cao của bình là 26 nha. Cao của bình là 26. Tổng 570 anh. Rồi, cái này em anh chị, cái bình này là 450k cái bình nha anh chị, 450k. Chốt cho em mã C31 anh chị, C31. 450k C31. Cái này là có truyền ký đầy đủ anh chị, C31 450k cái bình. Rồi cái này là ly anh chị, cái này là ly nha. Ly này đường kính là 8, cao của ly là 6.5. Rồi cái ly này em bán chị 20k cái ly này. 20k. Có sẵn con cá lên luôn. C33 nha chị, C32 nha, 20k con chiếc con bàn lên luôn cho nó gọn đi. C32. Rồi anh chị, cái này là cái gì á anh chị, cái này là một cái kính quạt nha anh chị, cái quạt mà thành là để ngủ sách. Cái này em có 5 chiếc anh chị, xuất sắc luôn. Này là có truyền ký đầy đủ nha, truyền ký thì đầy đủ rồi, 5 chiếc đường kính 15, đường kính dài là 15 nha anh chị, ngang là 10 nha. À, cái này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc nha. Bộ này là 250k. Bộ này nha anh chị, chốt cho em mã C33, mỗi chiếc 50k, 5 chiếc là 250k. C33. C33 nha anh chị, C33 xuất sắc đẹp luôn. Đấy. Cái này anh chị, hai cái này là hai cái dĩa mộc nha, hai cái dĩa mộc. Dĩa mộc là đường kính, dĩa đường kính dĩa nha anh chị. Dĩa này là mộc hai màu anh chị. Đấy. Đường kính dĩa là 22 và cao của dĩa là 4. Đấy, một cặp dĩa nha anh chị, cái này là một cặp dĩa mộc và thêm có một dĩa chấm nữa, và nó là xuất sắc đẹp luôn, xuất sắc nha anh chị. Đấy, rồi cặp này 150k cặp này nha anh chị, 150k một cặp này nha. Chốt giùm em mã C34 nha anh chị, 150k C34. C34 150k C34 nha anh chị. Bây giờ em đang
Đây anh chị cái đó, em có hai hộp dược pháp nha. Hai hộp dược pháp. Đó anh chị, hai hộp dược pháp. Một hộp này gồm của pháp nha anh chị. Đây là một hộp này là gồm có 5 chiếc nha. Đấy, một hộp này là gồm có 5 chiếc anh chị, ký hiệu có nha. Và những cái dòng pháp này là hiếm lắm luôn anh chị, rất là hiếm nha. Nó do là hiếm, rất là hiếm luôn. Bộ này em có được 10 chiếc anh chị, 10 chiếc nha. Đấy, của phà răng của pháp. Mà cái dĩa này là anh chị, đó chỉ là hộp giống ký hiệu này nha. Này là giống ký hiệu luôn. Này là có truyện pháp bên này anh chị, mà anh chị nhìn không thấy được đâu nha. Này là có truyện pháp nổi luôn nha, họ vẽ nổi cộm luôn trên này luôn. Ở bộ này là em chỉ có 5 chiếc nè. Đó, họ keo dính này mới tôn luôn nha anh chị, mới luôn nha. Em rất là sợ bị trượt trời luôn. Dĩa pháp này đường kính dĩa là 18.5. Cái đường anh là tổng 570 nha anh. Đường anh kính cho luôn anh nè, anh cho luôn. Đường kính 570. Đường kính là 18.5. Bộ này chị, bộ này em bán là ship xuất sắc đẹp luôn. Anh bảy tay lại đây em chọc cái mẹ bọn đường dành cho. Đây. Bộ này em bán anh chị một hộp này anh chị, nói một hộp dĩa pháp này là 5 chiếc nha. 5 chiếc một hộp này là 300k nha anh chị. 300k một hộp, em có hai hộp. Đấy. Rất là vip nha anh chị, 300k một hộp nha. Hộp gồm có 5 chiếc ha. 300k một hộp. Chốt cho em mã C 35 nha anh chị, C35. C35. Rồi em xin phép anh chị đó, cái này em có hai hộp nha. Đó, cũng là rất là anh chị đó, khít họ khít như thế này nha. Đó, mới luôn. Chưa bao giờ mà có được một cái hộp đẹp như thế này. Mà rồi 300k một hộp pháp gồm có 5 chiếc. Rồi mã C35. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.